Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 54 tiết 2 phân số và phép chia số tự nhiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một trò chơi, đó là ai nhanh hơn. Chúng mình sẽ viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số, đó là 11 chia cho 25. Như vậy thì 11 chia cho 25, chúng ta có thể viết thương của phép chia này dưới dạng phân số đó là, à đúng rồi, chính xác, 15, 11 phần 25. Câu hỏi số 2. Viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số 41 chia cho 60. Vậy thì thương của phép chia 41 chia cho 60 thì chúng mình có thể viết được dưới dạng phân số đó là 41 phần 60. Câu số 3, viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số đó là 17 phần 90. 17 phần 17 chia 90 thì chúng ta có thể viết dưới dạng phân số đó là 17 phần 90. Và nêu mối quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số thì thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với tử số là số bị chia mà và mẫu số sẽ là số chia. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết học ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với tiết luyện tập. Ở đây thì chúng ta sẽ làm bài tập đầu tiên, đó là viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số 21 chia cho 25, 40 chia cho 43, 61 chia cho 69 và 17 chia cho 100. B thì đó là 9 chia cho 4 và 51 chia cho 7, 60 chia cho 9 và 200 chia cho 163. Thì ở đây chúng ta có thể viết thương của một phép chia này dưới dạng phân số, đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và viết phép chia này nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể viết đó là 21 chia cho 25 thì chúng mình có thể viết thương ở đây đó là 21 phần 25. Tử số ở đây là 21 là số bị chia, mẫu số là 25 là số chia, đúng không? Tương tự như vậy thì đó là 40 chia cho 43 thì sẽ bằng 40 phần 43. 61 chia cho 69 thì bằng 61 phần 69. 17 chia cho 100 thì sẽ bằng 17 phần 100. Và 9 chia cho 4 thì sẽ bằng 9 phần 4. 51 mà chia cho 7 thì sẽ bằng 51 phần 7. 60 chia cho 69 thì bằng 60 phần 69. Và 200 chia cho 163 thì sẽ bằng 200 phần 163. Chúng ta kiểm tra lại bài làm của chúng ta nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với bài số 2. Chọn phân số thích hợp là thương của mỗi phép chia. Như vậy thì bên trái chúng ta thấy đây là những con vật mang những phép chia. Đó là 7 chia cho 9. Con trâu thì là 24 chia cho 43. Con khỉ đó là 11 chia cho 2. Con sóc sẽ là 11 chia cho 5. Tương tự như vậy, đây là mỗi phần hoa quả mà con vật đó sẽ ăn thì mang đó là thương. Thì chúng ta sẽ nối qua xem những phép tính chia nào có thương thích hợp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra 7 chia cho 9. Viết thương của một phép chia thì chúng ta sẽ là thấy 7 phần 9, đúng không? 24 chia cho 43 chúng ta cũng có thể viết thương đó là 24 phần 43. 11 chia cho 2 thì viết thương đó là 11 phần 2. 11 chia cho 5 viết thương đây thì sẽ là 11 phần 5. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Số 3 thì yêu cầu chúng ta đó là số. Thì yêu cầu ở đây đó là mẫu. Đó là chúng mình quan sát lên chiếc cân này. Thì cân 4 hộp kẹo như nhau. 4 hộp kẹo này như nhau.
thì bên trái là 4 hộp kẹo cân bằng với hòn cân đó là 1 kg. Như vậy thì cân 4 hộp kẹo như nhau, một hộp kẹo cân nặng đó là 1/4 kg. Như vậy chúng ta cũng thấy là đây biết thành phép tính chia đúng không? Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lên câu A và câu B. Hai túi gạo thì cân bằng với 2 kg, một hòn cân 2 kg và hòn cân 5 kg, thì chúng ta thấy tổng ở đây là bao nhiêu này? Cân hai túi gạo như nhau, mỗi túi gạo cân nặng là bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần của hòn cân? Tương tự như vậy thì rót hết 8 lít nước đầy đầy ra 5 ca như nhau thì mỗi ca được mấy phần lít nước? Thì chúng ta thấy ở đây là có 4 hộp kẹo đúng không? Thì như nhau thì một hộp kẹo cân nặng là 1/4 kg, nó bằng với lại hòn cân này. Tương tự như vậy, ở đây thì chúng ta thấy cân hai túi gạo thì sẽ bằng bao nhiêu phần kg? Thì đó chính là 7/2 đúng không? Ở đây thì chúng mình thấy là rót 8 lít nước đầy ra 5 ca thì chúng ta thấy sẽ là 8/5 lít nước. Đến với bài tập số 3, chúng ta sẽ chọn số đo thích hợp với cách đọc số đo đó. Đây chính là cách đọc đúng không? Thì bản Nam bản đọc đó là 3/4 kg, bản Mai thì 2/5 m², bản Việt thì là 9/10 lít và bản Robot thì 5/4 tấn. Thì ở đây chúng ta xem các đơn vị đằng sau các cái phân số này thì như thế nào. Chúng ta sẽ nói với những cách đọc tương ứng của các bạn. Như vậy 3/4 kg thì chúng ta thấy phân số 3/4 kg đây là quả bưởi 3/4 kg. 2/5 m², 2/5 m² thì đây là 2/5 m², thì đơn vị mét vuông đằng sau. 9/10 lít, 9/10 lít thì chúng ta thấy có đơn vị lít đằng sau ở đây. 5/4 tấn thì 5/4 tấn thì chúng mình thấy đây là cái xe chở được 5/4 tấn. Tìm phân số thích hợp theo mẫu. Ở đây câu A thì chúng ta thấy có một đoạn thẳng AB thành 5 đoạn như nhau như hình vẽ đúng không? Mẫu AC thì bằng 1/5 AB. Đây chúng ta thấy cái đoạn này là đoạn AB, mà AC thì khúc đầu tiên, CD khúc thứ hai, DE khúc thứ ba, EG khúc thứ tư, GB khúc thứ năm, tức là 5 đoạn thẳng bằng nhau. Vậy thì đoạn đầu tiên chúng ta thấy AC nó sẽ bằng 1/5 đúng không? 5 đoạn thẳng bằng nhau mà đây là 1 phần thì chính là 1/5. Vậy thì tiếp theo đoạn AD AE AG thì sẽ bằng bao nhiêu AB? Như vậy thì chúng ta thấy đoạn AC đúng không? Nó là 1. Thì đoạn AD đây thì nó chia cái này ra thành 2 đúng không? Như vậy thì sẽ bằng 2/5. AE chúng ta thấy một khúc, hai khúc, ba khúc thì nó là 3/5. AG là 1 2 3 4 thì như vậy AG sẽ là 4/5, 1 2 3 4 4/5. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm câu tiếp theo. Nếu AB bằng 1 mét thì đổi dài các đoạn thẳng AC, AD, AE, AG bằng mấy phần của 1 mét? Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái đoạn thẳng đó chia thành 5 phần mà nó dài là 1 mét. Vậy thì trong cái đoạn thẳng đó AC, AD, AE, AG nó bằng bao nhiêu? Thì cũng tương tự như vậy đúng không? Mà đoạn thẳng AB nó bằng 1 mét thì chúng ta thấy AD nó là 2/5, AE nó là 3/5, AG nó sẽ là 4/5. Ở đây, đây là AD thì nó cũng là 2/5, 2/5 mét. AE thì nó là 3/5 mét. Và AG thì đó là 4/5 mét. Tiếp tục đến AB nó sẽ là 5/5, 5/5 chính là bằng 1, mà 1 ở đây chính là 1 mét đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy nó cũng tương tự. Vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài phân số và phép trừ tự nhiên.
Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.